Hi, xin chào các bạn. Ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn về hàm, khái niệm thêm của function trong JavaScript. Ở bài này, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu về khái niệm để quy. Ok, vấn đề như thế này nha. Khi mà bạn cần phải thực hiện một công việc và sẽ dừng lại ở một thời điểm nào đó. Khi nhắc như vậy thì chắc hẳn chúng ta sẽ nhớ đến ngay một cái gọi là vòng lặp. Một món vũ khí rất là tiện lợi cho những thao tác có đặc điểm là lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, nếu như mong muốn một sự mới mẻ hơn cho những dòng code, để quy cũng là một sự lựa chọn đáng để thử và dành cho những chương trình đơn giản, không có phức tạp cũng dùng. Vậy để quy là cái gì? Mời bạn theo dõi nha. Thật ra, để quy này còn ứng dụng được cho cái gọi là xử lý diệt cây. Vòng lặp, bạn có thể khử để quy bằng cách là bạn dùng vòng lặp. Nhưng có những trường hợp vòng lặp không giải quyết được, bạn buộc phải dùng để quy. Tại vì vòng lặp là bạn, một là bạn phải biết trước số lần lặp, hai là bạn phải biết điều kiện dừng, và điều kiện dừng nó đơn giản một chút hơn. Còn để quy á, nó sẽ giúp cho bạn cái chuyện bạn loan ra và quét cạn một cách dễ dàng hơn, và nó tường minh hơn, nó dễ sửa code hơn. Cùng một cái thuật toán đó, bạn dùng để quy nó ngắn gọn hơn là bạn dùng vòng lặp. Tùy trường hợp nha. Khi các bạn đã biết về function hay còn gọi là hàm, là chương trình con, thì function có thể được gọi ra từ chương trình chính hoặc từ một function khác. Vậy giả sử function mà được gọi ngay trong chính cái function đó thì sao? Cách gọi như vậy sẽ được gọi là để quy. Và một yếu tố thiết yếu cần có trong việc để quy chính là việc gọi lại chính nó. Tức là nếu mà nó không gọi lại chính nó thì không được gọi là để quy đâu. Và nó bắt buộc phải có một điểm dừng, nếu không nó sẽ lặp liên tục và dẫn tới là stack overflow. Rồi giờ thử nha. Mình có một cái function gọi là recursion. Rồi, đưa vào một số n. Ở đây mình lại gọi chính nó, nhưng lúc này sẽ là n-1. Thì có phải là hàm này sẽ gọi chính nó tuần tự với mỗi lần n nhỏ hơn một đơn vị không? Nếu n ở đây là 10, thì khi vào đây 10-1 là còn 9, thì lúc này lại gọi chính nó nhưng với giá trị là n là 9, sau đó 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thì bây giờ mình thử đi, console.log n. Rồi mình chạy thử. Rồi xong. À nó chưa được gọi mà. Đó bạn thấy không? Rồi tạm dừng nha. Bạn thấy ban đầu là 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 không nè. Nhưng sau đó lại tiếp tục. Nó đi hoài luôn. Theo những ngôn ngữ khác á, nếu mà nó bị trường hợp này, nó sẽ gọi tới một đoạn nào đó, nó sẽ bị cái kiểu như là nó stack overflow, hoặc là maximum call stack size existed. Đó, thì cái này không được. Chúng ta cần phải có thêm một cái điểm dừng. Hàm gọi hàm không vấn đề gì cả, vậy gọi lại chính nó cũng không vấn đề gì cả, nó được gọi là để quy. Nhưng nếu bạn không có điểm dừng, bạn sẽ thấy nè. Đó, nó lặp hoài như vậy. Và bây giờ giả sử đi. Nếu mình tạo một điểm dừng cho nó n đi, mình cho n lớn hơn 0 thôi. Còn nếu n nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì return, không gọi nữa. Được không? Được, chạy nè. Đấy, lặp đúng 11 lần. Chuẩn không? Chuẩn. Thì thành ra chúng ta vừa mới thực hiện cái chuyện là để quy, lấy một hàm gọi là chính nó và tạo một cái điểm dừng cho cái hàm đó. Vậy thôi. Đó, triển khai siêu dễ thôi. Nên nhiều bạn cứ hay tư duy là ôi để quy là cái gì đó to, bự, rườm rà, phức tạp, kinh khủng. Có đó. Nó vậy thôi. Một cái hàm gọi là chính nó, bạn cho nó thêm cái điểm dừng nữa, vậy là được. Nhưng mà nếu cái điểm dừng của bạn không tốt á, nó vẫn sẽ xảy ra trường hợp là vô tận thôi, chỉ bình thường. Rồi, tiếp tục đi vào ví dụ về để quy ha. Như vậy thì chắc hẳn các bạn đã biết để quy là cái gì rồi. Giờ chúng ta hãy cùng nhau xem một ví dụ cụ thể. Cả hai ví dụ dưới đây đều có thể giải quyết đơn giản bằng vòng lặp, nhưng đây là để quy. Do đó, để quy sẽ là cách tiếp cận với những ví dụ bên dưới ha. Đầu tiên, ví dụ sẽ là tính tổng các số trong đoạn 1n bằng để quy. Rồi. Bây giờ đầu tiên là về cách sử dụng vòng lặp trước đi ha. Làm cho nó quen. For let y bằng 1 đúng không? Rồi. Y còn nhỏ hơn hoặc bằng n vì là đoạn mà không phải là khoảng, bằng n
Tạo một biến n đi. N bằng 10, sum bằng 0 và y cộng cộng. Thì lúc này chúng ta làm gì? Đơn giản là sum cộng bằng y là chúng ta hồ số log cái sum ra được. Đúng không? Lúc này chúng ta sẽ có kết quả. Đó, đây sẽ là tổng của n khi chúng ta sử dụng vòng lặp nè. Từ bây giờ chúng ta bắt đầu nghĩ đây là vòng lặp, nhưng mình không dùng vòng lặp, mình dùng để quy thì mình giải quyết làm sao? Thì cái chuyện sum á, nó sẽ phải được lặp đi lặp lại. Đúng không? Chuyện sum sẽ phải được lặp đi lặp lại. Thì chỗ này nè. Và bỏ đây. Và chắc chắn mình phải làm một cái hàm. Hàm này gọi là sum đi. Gọi là sum n đi. Rồi, truyền và chắc chắn phải là một số n đúng không? Và cái tư duy của nó là gì? Ở đây có phải chúng ta lấy sum cộng với y không? Vậy nếu chúng ta làm ngược lại, thay vì bắt đầu từ 1, chúng ta bắt đầu từ n cho tới khi y lớn hơn bằng 1 thì vẫn tiếp tục, đúng không? Thì có phải ngược lại chúng ta sẽ có tương ứng là gì? Là return cái sum n của thằng nhỏ hơn nó, đúng không? Đúng chưa? N nè, cộng với n, cộng với cái tổng của những thằng nhỏ hơn nó, cộng với cái tổng của những thằng nhỏ hơn nó nữa. Có phải là 10 cộng 9 xong vô đây lại tiếp tục 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 không? Điều kiện dừng là gì? Nếu như n mà nhỏ hơn bằng 0 thì chúng ta return để chúng ta không lập tiếp nữa. Rồi chúng ta đã có sum. Thì lúc này chúng ta chả cần cái biến sum này luôn cũng được nè. Đơn giản là gọi ra cái sum n này. Và đưa n chúng ta vào. Chạy. Not a number. Vì sao? Sum n nè là số, ở đây là 10 cộng cho tổng của 9 cộng với một trường hợp cuối nữa. Bây giờ chúng ta thử debug đi. Những lúc khó chúng ta debug là chúng ta nhìn rõ hết. F5. Mà để quy debug càng hay nữa. Ở đây n bao nhiêu? 10. N có nhỏ hơn không không? N10 chắc chắn không nhỏ hơn không rồi, đi vô tiếp. Rồi đi vô. Thì vô đây. F11 nha, để đi vào bên trong cái hàm sum n này tiếp tục làm cái gì nè. Sum n lúc này n bao nhiêu? 9. Tiếp tục vẫn không, vẫn đi vào tiếp. N bằng 8. N bằng 7. N bằng 6. Rồi mình làm vài lần cho tới n bằng cái đoạn mà nó return được đi ha. N bằng 1 nè. Lúc này n bằng 0 nè. N bằng 0, nó lại return không có gì hết. Thì sao? Thì quay ra đây nha. Lúc này nó return không phải là một giá trị, nên cái function này á, nó không phải là một number. Vì nó không phải là một number cho nên cái tổng lúc này nè, cái tổng lúc này n bằng 0 nè, sum 0 cộng cho 1 nè. Thì nó phải là not a number, not a number cộng cho một number thì có phải là trở thành not a number không? Thì trừ khi nào chỗ này thành là return 0 thì nó mới có kết quả. Rồi mình chạy ra. Đấy. Ok không? Đó return 0 thôi là nó sẽ ra. Bỏ record đi, chạy. Thấy không? Đó là cách debug. Tại vì á, chúng ta phải luôn hiểu cái tư duy rằng là các bạn lập trình chỉ để hiện thực hóa cái tư duy trong đầu của bạn, cái giải thuật trong đầu của bạn ra làm một cái phần mềm cho nó chạy, thể hiện cái tư duy đó thôi. Chứ không có nghĩa là bạn cứ viết tràn lan đại hải, bạn không biết bạn đã viết cái gì. Sau đó bạn nhờ cái phần mềm IDE nó chạy á, xem thử kết quả là gì. Không đúng. Làm vậy không bao giờ bạn lập trình được. Mà phải là bạn chuẩn bị hết trong đầu rồi. Bạn ghi ra, bạn viết thành phần mềm và bạn chạy. Nếu nó chạy không đúng, kiểm tra lại coi nó có đi sai theo những cái trường hợp mà bạn đang nghĩ hay không. Và đấy. Ok chưa? Thì đó, mình đã chuyển thay vì mình dùng vòng lặp, mình đã dùng để quy để tính tổng được đó. Ok, rất là hay ha. Rồi. Tiếp tục, mình tới trường hợp thứ hai đi ha. Tính n mũ k với n và k cho trước. N mũ k với n và k cho trước. Rồi. Đây là một trường hợp bỏ n và k cho trước đúng không? K bằng 10 giờ để sẵn đi. Rồi tính n mũ k. Ồ, trông có vẻ khó ha. Trông có vẻ khó đó. Ok, tiếp nào. Bây giờ với n mũ k thì sao? Giả sử n nhỏ nhỏ thôi, n là 10, k là 3 đi. Thì n mũ k tương ứng với gì?
là n nhân với n nhân với n k lần, thì nếu mà vòng lặp nó sẽ chạy k lần và lấy n nhân với chính nó. Đó là nếu mà vòng lặp. Rồi, vậy thì n mũ k chúng ta cũng phải thực hiện cái chuyện đề quy là à, lấy n lặp bao nhiêu k lần đó đủ rồi thì dừng. Được không? Thì theo lý á, chúng ta phải đưa vào cả n và k và chúng ta kiểm tra coi nếu như k mà bằng 0 rồi á, thì không có lặp nữa. Vậy thì chúng ta làm một cái function là multi đưa vào n và k, chắc chắn là phải vậy rồi. Đấy. Rồi, kết quả chúng ta sẽ phải console.log ra multi đưa vào n và k. Đúng không? Vẫn theo kỹ thuật hộp đen thôi. Input, output sau đó mới định nghĩa. Rồi bây giờ bắt đầu nha. Tư duy như thế này, chắc chắn là phải return multi của thằng n và k trừ 1, đúng không? Vì n là giữ nguyên. N chắc chắn phải giữ nguyên. Vậy thì bây giờ chúng ta xử lý điều kiện dừng với k nè. K sẽ dừng thế nào? K trừ 1, k bằng 3, k bằng 2, k bằng 1. Thì chúng ta lập bao nhiêu lần? Lập 3 lần. Vậy với điều kiện dừng là gì? Nếu như k mà bằng 0 thì chúng ta không lập nữa. Thì kết quả là sao? Kết quả là return 1. Còn ngược lại thì lấy n nhân với cái multi này. Chuẩn không? Bạn coi chuẩn không? À, nếu như k bằng 0 chúng ta return 1 mà kết quả là 1 nhân với n bằng n. Sau đó k bằng 1, k bằng 1 là n nhân với n. Tức là 1 nhân n, sau đó lại n nhân với n. Rồi sau đó lại cái cụm đó lại nhân với n lần nữa. Là ra bằng 2, ra bằng 3. Chạy thử nha, với trường hợp dễ tính nhất n bằng 2 đi. 8. Có phải 2 mũ 3 bằng 8 không? Rồi, 2 mũ 2 nè xem có phải bằng 4 không? Rồi, 2 mũ 5 nè. 32. Đấy. Vậy có phải là chuẩn rồi không? Xong. Siêu đơn giản đúng không? Đó. Hai cái phần. Thì hai chương trình này, hai ví dụ này á là hai cái ví dụ rất là cơ bản đối với đề quy. Và tư duy bài khai triển cũng đơn giản vậy thôi. Bạn phải biết input, output. Bạn phải biết được là à, nó đề quy thì nó phải gọi lại chính nó. Rồi mỗi lần thì nó sẽ phải tăng hoặc giảm. Tăng hoặc giảm được vị đó. Và điều kiện dừng thường là kết thúc ở 0, ở 1 gì đó tùy. Và chúng ta phải biết return ra bao nhiêu. Thì chúng ta ra được là à, phân tách ra. Có phải là n nhân với n nhân với n k lần. Thì mỗi lần như vậy thì lại chính nó lại phải nhân với cụm này không? Đúng không? N nhân với cụm này. Mà cụm này chính là n, n. Mà n, n lại tiếp tục là nếu mình thêm một hàng n nữa. Thì phải chúng ta sẽ tách ra thành nhiều cái dấu ngoặc không? Mỗi cái dấu ngoặc này chính là một lần gọi đề quy đúng không? Đấy. Tư duy đơn giản không? À, tư duy lần đầu tiên nè. Lần thứ hai là cả cụm nhân này là nhân với n. Lần thứ ba là cả cụm này là nhân với n. Đấy, đơn giản vậy thôi. Ok chưa? Rồi, mở rộng nha. Cả hai ví dụ này đều có thể sử dụng vòng lặp một cách dễ dàng. Trên thực tế á, thì thời gian chạy của đề quy và vòng lặp á, nó là như nhau thôi. Vì nó tính theo độ phức tạp thuật toán á. Bây giờ giả sử một thử thách dành cho bạn nè. Hãy sửa lại cái hàm pound, tức là cái hàm multi nè, sao cho khi chạy số bước chạy ít hơn so với cách mà cái team đã đề cập ở đây, cho nó chạy ít hơn nữa. À, gợi ý nha, gợi ý cách như thế này nè, thì n mũ k nó sẽ bằng với n mũ của k chia 2 mũ 2 với k chẵn, tức là ngắn hơn được một lần á. Thì nếu như k chẵn thì sẽ chạy được ngắn hơn một chút, còn k lẻ thì chịu. Ý tưởng là vậy, thì có phải là vẫn ngắn hơn được một xíu xíu không? Nhưng với các thuật toán lớn càng ngày càng lớn thì bạn thấy cứ mỗi chút bạn tinh chỉnh được một chút á, nó sẽ là một thứ gì đó thay đổi rất là nhiều. Rồi, thì hai ví dụ này á là hai ví dụ điển hình cho cách mà vòng lặp có thể thay thế đề quy và đề quy có thể thay thế vòng lặp. Ở ví dụ đầu tiên á, chỉ cần lặp các số 1 đến n sau đó cộng lại là được. Còn ví dụ 2 á thì lặp các số từ 1 đến k với mỗi lần lặp ta nhân n và biết kết quả là xong. Thì tất nhiên á, vì tính trừu tượng của nó nên đề quy không được khuyến khích một cách sử dụng lung tung. Trong tất cả các trường hợp nếu có thể hãy dùng một lặp thì đó đây. Nhưng sẽ có những trường hợp mà bạn dùng tới cây, bạn dùng tới một số cấu trúc dữ liệu và giải thuật riêng á, bạn phải dùng đề quy. Thế đó. Ok, rồi qua bài này thì các bạn đã có kiến thức và một số skill mới liên quan tới đề quy.
Trong bài tiếp theo, các bạn sẽ được củng cố lý thuyết cũng như thực hành thêm một số bài tập về function trong JavaScript. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập, thử thách, không ngại khó. Cảm ơn các bạn.